Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe đạp đua hiệu Sava. Đây là một thương hiệu đến từ Đức. Và chiếc xe này cũng khá là đẹp, gần như là mới trên 90%. Đúng là mới trên 90% luôn, đi rất ít. Và lại một trang bị một cái cấu hình khá là tốt trong tầm giá, đó là cấu hình Sora đời mới nhất. Thì bây giờ chi tiết như nào thì em sẽ đánh giá cụ thể cho các bác chiếc xe đạp đua hiệu Sava đời mới nhất bây giờ. Vâng, như các bác đang nhìn thấy đây là tổng thể cái chiếc xe đạp đua Sava mà em vừa nói lúc nãy. Thì cái chiếc này là khung nhôm đấy, nhưng mà lại là dấu mối hàn, xử lý mối hàn này, nhìn như là carbon luôn, mà khung cũng rất là nhẹ, trọng lượng nhẹ. Em vừa quay xe được trang bị cấu hình là đùi đĩa trục rỗng là Pro Wheel. Đùi đĩa trục rỗng Pro Wheel 2 đĩa. Đằng sau là líp thả 9 tầng. Và bộ đè Sora. Bộ đè Sora này thì là bộ đè Sora đời mới nhất. Bộ đè Sora đời mới nhất. Như các bác có thể nhìn thấy dòng chữ là Eurofan, là tiêu chuẩn châu Âu. Cạp đĩa Sora đời mới nhất. Đây, như các bác có thể nhìn thấy là dòng chữ là thiết kế tại Đức. Thì nãy giờ em quay cái độ bánh của độ trớn của bánh xe thì các bác cũng đã nhận thấy. Đây là một Meyer cối lỗ và vành 700C, vành cao thành. Và độ bon, độ trớn rất là tốt. Khoanh 3 mảnh khung nhôm xử lý mối hàn như carbon mà cũng trọng lượng rất là nhẹ. Nước sơn quá đẹp, độ mới khoảng 90%. Đùi đĩa trục rỗng Pro Wheel. Gạt đĩa Sora, đè Sora, níp 9 tầng. Đời mới nhất. Đằng trước của chiếc xe là con này là được trang bị như cái video tổng hợp hôm qua thì em nói là càng nhôm, nhưng không phải, em kiểm tra lại. Thì đây càng trước là carbon. Càng trước là carbon. Lốp Michelin luôn các bác ơi. Nè, lốp Michelin này. Các nào biết đến cái lốp này rồi, rất là tốt rồi. Hai lốp đều lốp Michelin cả. Michelin. Dynamic Sport. Lốp rất mới. Hình thức đẹp, con này sơn đẹp 90%. Đây tại sao nói là cái tay nắp Sora đời mới ấy, thì nó sẽ làm cong mà nó nõm vào trong đây, nhưng là cái loại đời mới nhất. Cái hình thức của nó nhìn rất giống tay Tiara. Khá là mới. Mày ơi, cối lỗ vành bon. Con này size thì size nó vào khoảng 1 2 40 40, size khoảng size 48-50 đấy các bạn. Size 48-50 đấy, chứ không vừa đâu, size cũng trung bình đấy, phù hợp cho các bác khoảng trên 1m65. Bên cạnh là con đua Forever cũng khá là ngon. Tay đè, tay lắc là Clasip. Bánh 700C, con này có 6 triệu, con này là 9 triệu. Con này 6 triệu.
Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai. Và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện và về, và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy, thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em bán đồ cũ, cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra, nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là: một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo, có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp, để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.